đồng xanh ngắm trời sao dữ vậy? À hay là đang nhớ về anh chàng nào phải không? Phải đó, em đang mơ về một anh chàng đó. Vậy thì tôi đi về ạ. À. Khoan, làm gì mà mau giận dữ vậy? Là sao? Người ta nói giận có một chút xíu à. Ta ghen mà. Em đang nhớ về cái anh chàng này nè. Thiệt hả? Dạ. Mai mốt á, em còn mơ nhiều hơn nữa đó. Ủa, sao vậy anh? Bộ, anh định đi đâu xa hả? Anh lên thành phố làm ăn em mà. Vậy à? Ba má anh nói có người bác giới thiệu anh lên đó kiếm việc làm. Ở đây á, làm ruộng ngoài không có dư. Anh đi một thời gian á, anh sẽ về với em mà. Em đừng có lo, em hãy tin anh hứa, anh sẽ về với em mà. Anh nói thiệt mà. Em à, em hãy tin anh. Em đang chờ anh nghe em. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái đổ bông. Tình em như lúa sông trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đông. Sẽ
sẵn từng đôi tim đủ được dẫn nhau về nơi thế thần bốn trên náo nhiệt. Anh điện nơi này đã làm anh của nắng trong quê, cuộc sống đô thành đã xô đẩy anh vào thế giới xa hoa. Nếu trở lại quê xưa lòng anh thấy thèm. Yeah.
Phương và Bùi Trung Đoàn xin cảm ơn những người rất là nhiều ạ.